Dạ thưa, bây giờ con sẽ chuẩn bị bơi ra sông lớn để tìm những cái thuyền đi te đang đánh bắt tôm, tép, hải sản để giải cứu. Hôm nay là một chuyến đi không có kế hoạch à. Bởi vì tất cả những cái người ngư dân mà con biết á thì họ không có đánh bắt. Còn những người con chưa biết á, thì họ đang đánh bắt ngoài kia. Có lẽ đó là lý do mà thần thú rái cá Ti Ti đã đến với con, để tụi con có những chuyến đi xa hơn. Và đây là một thần thú rất là can đảm, Honey, là một con chó, nhưng mà đã tập luyện để trở thành chó cá. Bạn ấy cũng muốn đi theo. Bây giờ ba đứa con sẽ bơi tối thiểu là 5 cây số để tìm ngư dân. Con sẵn sàng đi chưa? Dạ. Vì đàn dược sư của thầy Trúc Phương, với tâm nguyện là hồi hướng công đức cho chúng sanh, mau tiêu trừ dịch bệnh, mọi người thoát khỏi bệnh tật, ổn định lại cuộc sống. Dạ. Con đã nói rồi, tất cả những cái người mà đang làm hại thiên nhiên và động vật mà không dừng lại á thì dịch bệnh sẽ không bao giờ dừng được. Và giải cứu động vật phải đúng cách, giống như con đang làm đây, cứu những loài trong tự nhiên đang giữ vai trò quan trọng. Phải cứu được họ thì mới hạn chế được cái nghiệp sát, cái ác nghiệp mà con người đã tạo cho thiên nhiên động vật. Thôi thần thú ơi, lên đường. Chưa lên đường mà nó than đói bụng rồi đó, thấy ghê không? Cá là vậy, nó ăn hoài.